bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đàm Tùng Vận khoe cặp tuyết lê căng tràn, U40 mà trẻ như mới 18. Nữ thần thanh xuân xứ Trung Đàm Tùng Vận có màn lột xác ấn tượng. Bên cạnh công việc diễn xuất, nữ hoàng rating Đàm Tùng Vận cũng được nhiều nhãn hàng từ cao cấp đến bình dân nhiệt tình săn đón. Trong hoạt động thương hiệu mới đây, Đàm Tùng Vận gây ná thở khi khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ váy cắt xẻ táo bạo. Vốn theo đuổi phong cách ngọt ngào, thanh lịch, màn lột xác của Đàm Tùng Vận gây bất ngờ cho khán giả. Trên sân khấu sự kiện, Đàm Tùng Vận diện váy dạ hội màu xanh nhạt, đính kim sa lấp lánh, phần thân váy ôm sát giúp Đàm Tùng Vận hắt dáng hiệu quả, khoe đường vòng eo con kiến, ngực váy xẻ sâu táo bạo, khoe cặp tuyết lê nóng bỏng của nữ thần thanh xuân. Bên cạnh vóc dáng quyến rũ, nhan sắc Đàm Tùng Vận ở tuổi U40 cũng là đề tài được bàn tán sôi nổi. Nữ diễn viên tạo kiểu tóc nhẹ nhàng, kết hợp thêm trâm cài tóc đình đá đồng điệu với váy. Đàm Tùng Vận trang điểm nhẹ nhàng để lộ gương mặt đẹp không góc chết, ngũ quan hài hòa, cân đối. Tại sự kiện, nữ diễn viên vui vẻ tương tác với khán giả, được khen có trạng thái tích cực, thân thiện. Song song với loạt ảnh chụp vội tại sự kiện, phòng làm việc của Đàm Tùng Vận cũng chia sẻ bộ ảnh được nữ diễn viên thực hiện trước đó. Trong cùng một tạo hình, nhan sắc nữ thần thanh xuân qua cam thường và ảnh đã Photoshop gần như không có sự khác biệt. Thậm chí netizen nhận thấy Đàm Tùng Vận qua ảnh chưa chỉnh sửa còn xinh đẹp hơn nhiều. Từ trước đến nay, Đàm Tùng Vận vốn không được đánh giá cao khi xuất hiện tại sự kiện công khai. Vóc dáng nhỏ bé cùng gương mặt trẻ con của Đàm Tùng Vận là điểm cộng nhưng cũng là hạn chế của cô nàng. Nữ diễn viên đôi lúc bị chê không trưởng thành, U40 mà cứ như mới debut. Tuy nhiên, vẻ ngoài gợi cảm, đẹp hết nước chấm của cô mới đây đã khiến netizen phải quay xe khen ngợi nườm nượp. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, quê ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, tham gia nghệ thuật từ năm 2005, nữ diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều dự án ăn khách như Mùa hè của Hồ Ly, Điều tuyệt nhất của chúng ta, Hậu cung Chân Hoàn truyện, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm y chia hạ. Đàm Tùng Vận vướng tin đồn hẹn hò với Lâm Canh Tân, Hứa Khải nhưng chưa lần nào công khai. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.